Những khách hàng có độ tuổi trung niên và các anh em mua xe về để chạy dịch vụ chắc chắn sẽ không bao giờ lựa chọn chiếc xe Toyota Vios phiên bản GRS này. Lý do là bởi vì nó đang có một cái mức giá bán cao hơn rất nhiều so với những phiên bản còn lại. Bên cạnh đó, với một ngoại hình trẻ mang nhiều hơi hướng phong cách thể thao thì cá nhân tôi cho rằng là chiếc xe này nó chỉ phù hợp với việc đi chơi thôi, chứ chẳng ai dại gì mà đầu tư tiền để mua một chiếc xe như này về để kinh doanh vận tải cả. Nó giống như việc là nhìn vào cách ăn mặc của một cô gái thì các bạn cũng có thể đoán ngay được tính cách riêng biệt của người đó. Điều ấy nó tương tự với phong cách thiết kế bên ngoài của một chiếc xe mà nhà sản xuất muốn hướng tới một đối tượng hay nhiều đối tượng khách hàng riêng biệt. Ngoài có sự khác biệt về mặt thẩm mỹ thì Vios GRS có những sự nổi bật gì về khả năng vận hành hay không? Thì trong video clip này mình sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với Auto Việt Nam. Đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh bằng cách rung chuông góc phải màn hình để ủng hộ cho toàn bộ ekip và nhận được những video clip mới nhất của chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn. Với ngoại hình của Vios GRS thì cá nhân tôi cho rằng là sự an toàn, thực dụng và bảo thủ giờ đây thì nó cũng đã biến mất đi một phần nào đó để nhường chỗ cho những thứ gọi là sự trẻ trung, sự bứt phá và tràn trề những cái sức sống mới. Một phiên bản mang nhiều những cái dấu ấn về mặt thiết kế cũng như là có tố chất DNA của những mẫu xe hiệu năng cao, và chắc chắn rồi với Vios GRS thì nó chỉ phù hợp với những đối tượng khách hàng là trẻ tuổi thôi. Với 630 tới 638 triệu đồng tùy vào màu sắc các bạn có thể lựa chọn thì chúng ta sẽ có một chiếc xe với cái sự thay đổi khác biệt rất nhiều so với phiên bản GCVT. Điều đó nó thể hiện ngay ở phần đầu xe thôi. Chúng ta sẽ có một cái phần cản ba đợt sốc với hai hốc hút gió giả hai bên được sơn đen. Tôi cho rằng đây chỉ là một trong những cái chi tiết nhỏ thôi mang tới những sự cách tân. Tuy vậy thì nó khiến cho phần đầu của chiếc xe Vios GRS có được những cái hiệu ứng thị giác rất tốt. Và nhìn vào chiếc xe Toyota Vios GRS thì người ta sẽ đoán được ngay chủ sở hữu của chiếc xe này phải là một trong những người trẻ, cá tính và yêu thích cái sự khác biệt so với phần lớn số đông. Ở phía thân và đuôi xe, tất nhiên chúng ta sẽ không thể không nhắc tới những chi tiết đều đem tới một cái phong cách hài hòa trong tổng quan thiết kế của toàn bộ xe. Như là rằng kích cỡ 15 inch đa chấu được sơn đen hoàn toàn, cánh lướt gió thể thao đi cùng với cản ba đợt sốc hay khoách tan gió phía dưới cũng được sơn đen hoàn toàn. Không phải nói quá nhiều, bấy nhiêu những điểm nhấn đó thôi, chắc chắn nếu như so sánh với các đối thủ như Hyundai Accent và Honda City, Toyota Vios phiên bản GRS có thể sẽ được coi là một trong những mẫu xe nằm cửa trên, xét chung quy cả về mức giá bán lẫn đầu tư về mặt thẩm mỹ bên ngoài. Còn về những trang bị thì Vios GRS vẫn được giữ nguyên so với phiên bản GCVT, như là cụm đèn chiếu sáng có thiết kế mới sử dụng dạng LED, rồi cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước và sau, camera lùi. Đó là những thứ mà chúng ta đã có thể thấy được ở trên tất cả mọi phiên bản rồi. Bước vào bên trong khoang nội thất xe thì Vios GRS có rất nhiều những cái sự đặc trưng khác biệt so với Vios GCVT. Các bạn có thể thấy ở đây thôi, chúng ta sẽ có toàn bộ cái phần ghế ngồi ở đây được sử dụng bằng vật liệu da lộn. Và bên trên cái vách ghế, rồi bên trên ghế vô lăng hay là những cái phần cần số ở đây thì đều được sử dụng những cái đường chỉ khâu màu đỏ trông rất là đẹp mắt. Cái không khí mà Vios GRS đem tới cho chúng ta đã hơi hướng với phong cách thể thao. Chính vì vậy mà tôi cho rằng là cái tổng quan thiết kế giữa bên ngoài ngoại thất và nội thất nó đang dung hòa rất tốt. Và những cái dấu ấn đặc trưng thể hiện cái phong cách thể thao đó thể hiện rõ rệt nhất là những cái phần logo mang dòng chữ GRS xuất hiện bên trong cabin xe, trên cả những cái nút bấm khởi động start stop ở đây nữa. Cụm đồng hồ Tablo dạng analog bán điện tử lúc mà các bạn khởi động lên ấy, thì nó cũng sẽ hiện cái phần logo này lên. Bên cạnh đó thì bên trên tựa đỡ đầu cũng xuất hiện những cái dòng chữ chi tiết này thể hiện một cái dấu ấn đặc trưng của một cái mẫu xe hiệu năng cao. So với phiên bản GCVT thì phiên bản GRS cũng đều được trang bị những cái tính năng đi kèm cơ bản thôi. Chẳng hạn như là cụm màn hình trung tâm giải trí 7 inch, có khả năng kết nối với Apple CarPlay, này, Android Auto, USB, Bluetooth, điều hòa tự động. Còn lại thì cũng không có những cái nâng cấp gì nổi bật so với phiên bản GCVT cả.
Cứ mỗi lần bước vào hàng ghế thứ hai của Vios thì tôi lại phải đánh giá rất cao những mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản về góc độ gọi là tối ưu không gian người dùng. Phải nói rằng là ngồi ở vị trí này thì các bạn sẽ có được cái tư thế nó rất là thoải mái và không gian phải gọi rằng là rộng nhất như trong phân khúc luôn. Đánh giá toàn bộ nội thất của Vios GRS thì cá nhân tôi cho rằng là Toyota họ đang cố gắng tạo ra được một cái sản phẩm mà có nhiều những cái sự khác biệt về mặt thiết kế so với các phiên bản còn lại để làm sao mà trẻ hóa đội hình chứ không còn bị mang tiếng là giả cỗi nữa. Tuy nhiên thì tôi cho rằng là Vios vẫn phải giữ nguyên những cái giá trị cốt lõi của nó, đó là sự bền bỉ, không gian nội thất rộng rãi, đơn giản dễ sử dụng. Còn về phần vận hành thì từ trước đến nay Vios vẫn được nhiều người đánh giá là êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Nhưng đối với cụm một số giả lập 10 cấp số được trang bị trên phiên bản GRS, chúng ta có những cái sự thay đổi ra sao về khả năng vận hành và mức tiêu hao nhiên liệu? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi kiểm chứng. Ở trên phiên bản GRS thì vẫn được trang bị khối động cơ 1.5 lít mã là 2NRFE giống như ở trên phiên bản GCVT thôi. Tuy nhiên về khả năng vận hành thì chiếc xe GRS này được trang bị một cái cụm hộp số vô cấp giả lập 10 cấp số đi kèm với hai chế độ đó là lái Eco và Sport. Riêng chế độ Sport thì được tích hợp thêm lấy chuyển số sau vô lăng. Đó mới là thứ nó khiến cho tôi cảm thấy tò mò về chiếc xe này. Có sự khác biệt, chắc chắn là có sự khác biệt ở đây. Ngay từ lúc các bạn chuyển sang chế độ Sport, hơi mở chân ga một chút thôi thì vòng tua máy sẽ đẩy lên khá là cao so với mức thông thường. Cái phản ứng này thì nó rất nhanh, vòng tua máy kéo lên ngưỡng khoảng 2.800 rồi bất chợt chuyển số. Cái cảm giác vận hành thong thả đủng đỉnh gần như nó đã biến mất ở trên một chiếc xe mà người ta vẫn luôn dỉ tai nhau rằng là có một cái khả năng vận hành nhàm chán nhất nhì phân khúc, chỉ hơn Suzuki CS một tí thôi. Giờ đây thì với cụm một số giả lập 10 cấp số thì các thuật toán đã được thay đổi rồi. Vấn đề về mức tiêu hao nhiên liệu không phải là điểm mấu chốt của phiên bản này. Sứ mệnh của nó là đem tới cho người dùng một cái phong cách vận hành mạnh mẽ mà từ trước đến nay điều đó được các dòng xe Hàn khai thác một cách rất triệt để. Đấy, các bạn có lỡ đạp sâu chân ga một tí thôi thì chiếc xe này nó cũng đã vọt đi ngay lập tức chứ không phải là chờ đợi một cái điều gì đó như ở các phiên bản còn lại. Nhìn chung tôi cho rằng khá là vui. Thế nhưng với mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 7,4 lít cho 100 km đang hiện tại xuất hiện trên mặt đồng hồ Tableau, có lẽ với các phiên bản còn lại thì GRS không phải là một trong những chiếc xe tiết kiệm. Chính vì vậy mà ngay từ lúc ban đầu nó đã được định vị là xe để đi chơi chứ không phải là xe để kinh doanh vận tải. Tiếp đến một điều nữa, nếu như các bạn chuyển sang chế độ Sport thì các bạn sẽ cảm nhận được cái phần vô lăng của chiếc xe GRS này nó sẽ nặng hơn so với thời điểm ban đầu một chút. Bất kỳ ai, kể cả các bạn lái mới cũng sẽ cảm nhận được điều này một cách rõ ràng nếu như cầm lái cả hai mẫu xe là GCVT và GRS. Nếu để so sánh với hai đối thủ đó là Hyundai Accent và Honda City thì cá nhân tôi cho rằng là Vios GRS có một cái phần vô lăng nặng tay hơn rất nhiều so với Hyundai Accent. Tuy nhiên thì nếu như so sánh với Honda City thì gần như là ngang ngửa. Vì là hệ thống treo cơ học, bởi lẽ vậy nên là nó cũng không có những cái sự khác biệt gì khi các bạn chuyển sang chế độ Sport đâu. Tôi vẫn giữ nguyên một cái quan điểm đó là hệ thống treo của Vios GRS nói riêng và toàn bộ các phiên bản nói chung đều khá là cứng. Tuy nhiên thì như tôi đã chia sẻ thì với hệ thống treo cứng, điểm mạnh của nó sẽ giúp cho chúng ta chạy ở những giải vận tốc cao, có được những cái sự cân bằng và vững chắc. Và với trạng thái đủ tải thì người ngồi đằng sau sẽ đỡ say xe hơn rất nhiều. Tôi vẫn thường chia sẻ với các bạn rằng là chúng ta chỉ cần đi qua những phần gờ giảm tốc rất nhỏ thôi. Nếu tinh ý thì các bạn cũng có thể đánh giá ngay được cái phần hệ thống treo của một chiếc xe, chứ cũng chẳng phải cần đến những thử thách đào to bùa lớn làm gì cả. Nhưng mà quay trở lại với chiếc xe GRS thì nhìn chung tôi vẫn bảo lưu một quan điểm, đó là Vios hay Vios GRS vẫn đem lại cho tôi một cái cảm giác hệ thống treo khá là cứng. Ở những giải vận tốc đều chân ga khoảng 60 cây số ở ngoài đường trường thì với khối động cơ 1.5 lít thì tôi cho rằng là nó vẫn đang phát huy rất tốt khả năng ổn định của mình. Tiếng máy tròn, ít gắt và nó êm. Đó là lý do mà tại sao mà Toyota họ không hề muốn thay đổi khối động cơ này trong suốt bao nhiêu thế hệ của Vios. Đạp sâu chân để tăng tốc lên những giải vận tốc cao hơn thì các bạn sẽ nghe thấy những tiếng rít của động cơ dọi vào bên trong khoang cabin xe. Tuy nhiên thì tôi dám khẳng định với các bạn rằng là những tiếng ồn đó ấy, nó rất êm, rất tròn và ngọt. Nó không gây ra cái cảm giác khó chịu cho chúng ta đâu.
Khác hẳn với sự nhàm chán của hộp số vô cấp thông thường, các bạn cứ thử tăng tốc đột ngột ở những giải vận tốc trung bình, vươn tới những giải vận tốc cao mà xem. Nó hoàn toàn khác biệt so với những gì mà chúng ta đã quá quen với chiếc xe này. Chắc chắn rồi, không còn những cái sự ung dung thong thả như ở đâu. Bây giờ thì GRS, Vios GRS nó đã có những cái cú bứt tốc nhanh nhẹn hơn rất nhiều so với những cái phiên bản còn lại. Lý do nó chủ yếu đến từ những cái thuật toán ở phía bên trong của cụm hộp số vô cấp giả lập 10 cấp số. Các bạn sẽ cảm nhận được điều đó nếu như chúng ta đã từng chạy thử cả phiên bản GCVT lẫn phiên bản GRS này. Sự thanh thoát trong từng thời điểm nhảy số không hề có cái cảm giác khựng hay hụt hẫng như cái cách mà hộp số 6 cấp của Accent mang lại. Phải nói rằng là mặc dù chúng ta chỉ đang chứng kiến những cái trạng thái giả của các thuật toán đem lại thôi, tuy nhiên nó lại tạo ra một cái cảm giác rất thật. Điều đáng khen ở đây là nó rất mượt và mịn. Phần vô lăng thì sao? Vừa rồi thì tôi cũng có đánh giá chiếc xe Honda City phiên bản RS, thì tôi thấy rằng là trong phân khúc này chỉ có mỗi Accent là nhẹ nhất thôi. Còn lại để mà nói giữa GRS và Honda City phiên bản RS thì gần như là ngang nhau. Qua những tiêu chí cơ bản thôi, đó là độ phản hồi với mặt đường rồi độ siết qua từng những giải vận tốc khác nhau, một cái độ lì, độ siết và nó tạo ra một cái cảm giác thực sự khó tả. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được ở trên chiếc xe Vios mà lại có những cảm giác như thế này ở phần vô lăng. Và nếu như chúng ta so sánh với phiên bản GCVT thì chắc chắn nó sẽ là một trong những cái sự khác biệt hoàn toàn. Đó là điều nghiễm nhiên. Với một cái phần vô lăng nó nặng, nó siết như thế này thì tại sao chúng ta không chạy ở những giải vận tốc cao để thử luôn cái hệ thống treo của chiếc xe Vios GRS này nhỉ? Những tình huống chuyển làn đột ngột như thế này, hoặc có thể là ôm cua hoặc chạy đủ tải, các bạn mới thấy được rằng là một hệ thống treo cứng nó quý giá đến mức nào. Và nếu như cá nhân tôi lựa chọn thì tôi sẽ lựa chọn một phần hệ thống treo cứng hơn thay vì một cái phần hệ thống treo mềm rất dễ bị xô đổ. Còn đối với một phần hệ thống treo theo kiểu dạng cơ học như là những mẫu xe bình dân giá rẻ từ hạng A, hạng B, hạng C đổ xuống thì có lẽ chúng ta cũng không nên đòi hỏi quá nhiều, bởi vì nghiễm nhiên chúng ta phải lựa chọn một trong hai thôi. Đó là một hệ thống treo mềm sẽ đem tới một cái trải nghiệm thoải mái hơn khi chúng ta chạy ở những giải vận tốc thấp ở trong đô thị, hoặc một phần hệ thống treo cứng chạy ở những giải tốc cao ngoài đường trường, nó sẽ đem tới cho chúng ta cái sự cứng vững hơn. Còn đối với độ thì sao anh, các bạn thông cảm rằng là tại vì đường ngày hôm nay thì rất là đông, bởi lẽ vậy nên chạy ở những giải tốc cao để đo được độ ồn cho các bạn thì nó rất là nguy hiểm. Chính vì thế mà ở cuối video mình sẽ gửi gắm tới các bạn những cái thông tin tổng kết đánh giá về chiếc xe Toyota Vios phiên bản GRS này, về tất cả những tiêu chí, ưu nhược điểm và độ ồn và mức tiêu hao nhiên liệu của xe. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi. Nếu như các bạn có ý kiến bình luận gì về chiếc xe Vios GRS này thì hãy cho Auto Việt Nam biết bằng comment ở phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.